Khi thắp hương rằm tháng 3, ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, chúng ta biết cái việc thắp hương hàng ngày hoặc là vào những cái ngày lễ Tết dỗ chạp ngày rằm ngày mùng 1 là một cái hoạt động tâm linh quen thuộc của người Việt ta, đặc biệt là trong cái ngày rằm tháng 3 âm lịch sắp tới đây. Bên cạnh việc chuẩn bị cái lễ vật dâng cúng thì người cúng kiếng ấy cũng cần phải lưu ý là cúng gì, khấn gì, cầu gì mỗi khi mà lên hương. Nhiều người cứ tiện mồm khấn với cái tư tưởng là trần sao âm vậy. Thế nhưng, sự thật nếu mà muốn cho cái việc thắp hương cầu khấn nó phát huy được cái tác dụng, trước tiên chúng ta cũng cần phải khấn đúng bài đã. Theo đó, không phải ai cũng biết cách thắp hương khấn vái tổ tiên đúng chuẩn phong thủy là như thế nào. Ngay sau đây, Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách dâng hương lên ông bà tổ tiên để mà cúng bái không phạm phải những cái đại kỵ mà lại hiệu quả, giúp cả năm làm ăn suôn sẻ, tiền vàng kéo vào ầm ầm. Chi tiết xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, chúng ta đã biết cái việc thắp hương là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong các dịp lễ Tết, dỗ, chạp. Nén hương được thắp lên thì mọi người cũng cảm thấy là ấm lòng hơn. Nén hương lúc này nó không còn là một cái thứ hàng hóa bình thường nữa. Nó đã trở thành một cái sản phẩm tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam. Thì đây cũng được xem là một trong những cách đốt phía được sử dụng rộng rãi trong cái đời sống của người Việt. Nghi thức dâng hương là cái tập quán mà hầu hết mọi người dân châu Á, gần như là bất kể cái lứa tuổi nào và sống ở đâu ấy, thì cũng đều biết đến. Thắp hương đã đi sâu vào cái đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân Việt Nam như một cái nét đẹp truyền thống văn hóa gần gũi và linh thiêng. Trong tâm thức của mọi người dân Á Châu thì đều tin rằng nén hương khi đốt lên cũng như một cái nhịp cầu nối vô hình kết nối giữa hai thế giới hữu hình và vô hình lại với nhau. Tuy nhiên, về mặt tâm linh thì có người vẫn còn hiểu một cách mơ hồ, nhất là về ý nghĩa dâng hương theo truyền thống của ông bà tổ tiên. Quý vị thân mến, trong nghi lễ Phật giáo ấy, thì hương là một trong 6 lễ vật dâng cúng gồm có hương, hoa, đăng, trà, quả, thực, tức là hương, bông đèn, trái cây, thức ăn. Đấy. Theo quan niệm của Phật giáo thì lòng thành thể hiện qua cái làn khói hương nghi ngút, không cần phải mâm cao cỗ đầy hay là thịt cá heo gà lên đình làm gì cả. Vì đúng ý nghĩa của sự cúng Phật thì chỉ nên dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi cháy tốt, nước trong là được. Phật không phải ở trên bàn thờ, không phải ở những pho tượng mà là ở trong tâm của tất cả chúng ta, đúng không ạ? Con người chúng ta. Thì ngoài những nén hương được dùng lửa để đốt lên ấy, thì chúng ta cũng có thể dùng cái đức tin để chúng ta thắp lên những cái nén tâm hương, tức là hương từ tâm, hương trong tâm. Bởi vậy mới có 5 thứ hương để cúng dường cho chư Phật: giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát chi kiến hương. Thưa quý vị, và tiếp theo sẽ là khi thắp hương chúng ta nên khấn gì nói gì. Quý vị thân mến, khi thắp hương nên nói gì và khấn gì cho đúng để tỏ lòng thành kính và được tổ tiên thần Phật ban lộc phù hộ. Thì trước tiên ấy thì quý vị cũng cần phải biết về cái cách thắp hương đã, đúng không? Thì đầu tiên ấy, chúng ta biết là trong những cái dịp lễ Tết dỗ chạp ngày rằm mùng 1 hoặc là gì những ngày lễ mà trước khi thắp hương lên hương thì quý vị cũng cần phải lau dọn bàn thờ sạch sẽ. Bên cạnh đó cũng sẽ sử dụng một cái khăn lau bàn thờ để lau cho sạch sẽ thơm tho. Cái khăn này thường là khăn mới nhé, khăn mới hoặc là khăn chuyên dụng. Quý vị dùng lau bàn thờ thì chỉ lau bàn thờ xong quý vị giặt lại dùng lau lại bàn thờ. Đó. Hoặc là gì? Nó phải là khăn chuyên dụng nhé, không dùng cái khăn mà lau bát, lau đũa nhà mình hay là lau bàn ghế nhà mình. Đặc biệt là khăn lau nhà thì càng không nên nhé, không nên lau bàn thờ. Cần phải có khăn chuyên dụng. Cái thứ hai là gì? Cũng không tùy ý dùng các loại nước khác để lau bàn thờ. Thường thì người ta sẽ dùng cái ngũ vị hương hoặc là gì, cái nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương này. Cái nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương nó được làm từ các thảo dược tự nhiên, nó thay thế cho ngũ vị hương. Nó bao gồm các thảo dược như là quế, hồi, đi hương, gỗ vang, bạch đàn, chanh xả, bồ hòn. Dùng cái nước bao sái nhất tâm hương, nó sẽ tẩy sạch cái bụi bẩn trên bàn thờ, trên lư hương, tẩy rửa trên các bề mặt men sứ, đồ đồng, đồ da, kính. Bên cạnh đó, nó làm sạch cái không khí trong cái không gian thờ cúng, ngăn ngừa cái nấm mốc, ngăn ngừa cái côn trùng. Vì vậy mà gì, khi mà chúng ta xịt vào nó rất là thơm, nó sẽ làm cho cái không gian nó trở nên là gì, linh thiêng hơn. Đấy. Vì vậy mà gì, chúng ta sẽ cảm thấy là gì, cái không gian thờ cúng nó ấm cúng hơn, nó sạch sẽ hơn. Đấy. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nước bao sái bàn thờ nhất tâm hương này nhé. Khi mà mua chai nước nhất tâm hương, quý vị sẽ được tặng kèm một khăn lau bàn thờ chuyên dụng để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ thơm tho. Đó. Sau khi mà
gọi là lau dọn bàn thờ xong thì chúng ta tiến hành cái nghi lễ gọi là gì, sắm lễ, để chúng ta tiến hành công việc là gì, thắp hương đấy. Và trong quá trình mà thắp hương ấy thì chúng ta cũng cần phải có những cái điều kiêng kỵ đó. Thì khi mà chúng ta thắp hương ấy thì tại vì cái khu vực ban thờ là cái khu vực vô cùng là linh thiêng, là nơi của các thần và gia tiên ngự trị, nên là ấy, chúng ta cũng cần phải là gì, thắp hương cho đúng và chuẩn. Thì đầu tiên chúng ta cần phải nói về cái tư thế thắp hương. À, quý vị cũng cần phải sắp xếp các lễ vật thầy cúng gọn gàng ở trên ban thờ gia tiên rồi mới bắt đầu thắp hương. Khi cắm hương thì quý vị cũng cần phải chú ý về cái tư thế, về cái phong thái của bản thân, cần phải trang nghiêm đấy, và không được vội vàng, phải là đặc biệt cung kính. Đặc biệt là cái khoảng cách giữa vị trí đứng so với cái vị trí của bát hương cũng không được quá xa, không được quá gần, vừa đủ để với tay lên dâng hương. Khi mà lấy hương thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng, nhẹ nhàng, không được để hương rơi gãy. Nếu mà thắp nhiều hương ấy, thì quý vị cần phải tách ra để hương không bị bốc cháy. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng quay lại với cái chủ đề là khi thắp hương thì nên nói gì, khấn gì vào mỗi ngày lễ Tết Dỗ Chạp ngày rằm mồng 1 ấy. Thì về nguyên tắc chung ấy, thì mỗi một ngày sẽ có một cái bài cúng khác nhau. Tuy nhiên, khi thắp hương thì quý vị cũng cần phải nói rõ về tên, tuổi, địa chỉ của mình cũng như là các thành viên trong gia đình. Kế đến là địa chỉ, nơi ở và ngày tháng năm sinh, cả âm lịch, cả dương lịch thì càng tốt của ngày hôm đó. Cuối cùng, quý vị sẽ cầu khấn những cái điều mình mong muốn về sức khỏe, tài lộc, cầu duyên và khấn lệnh bề trên một cách là thành kính để được phù hộ độ trì. Hằng ngày cúng cụ chứ khấn nôm, cứ đọc đúng câu này thì lộc gấp 5 gấp 10, cầu gì được nấy. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với cái bài văn khấn thần tài mỗi khi mà quý vị muốn mở hàng buổi sáng nhé. Và sau đây là cái bài văn khấn thần tài trong ngày rằm tháng 3 âm lịch. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, lại 10 phương chư Phật 10 phương. Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tương Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy ngài Thần Tài Tiền Vị. Con kính lạy các ngài thần linh thổ địa cai quản trong đất này xứ này. Tín chủ con tên là Ngũ Tại. Hôm nay là ngày rằm tháng 3 năm Giáp Thìn. Tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án, kính mời các ngài thần tài tiền vị. Cúi xin thần tài thương xót, tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con để an ninh khang thái, vạn sự tốt lành. Gia đạo thì hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm. Tín chủ của chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, xin được phù hộ độ trì. Đó. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó. Thì sau khi khấn xong ấy thì quý vị sẽ vái ba vái và coi như là kết thúc, đợi hương cháy hết thì chúng ta sẽ hạ đồ lễ. Tiếp theo là chúng ta đến bài văn khấn trên ban thờ gia tiên. Ban thờ gia tiên nhá, cái ngày rằm tháng 3. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, lại 10 phương chư Phật 10 phương. Con kính lạy ngài đương niên thái tuế, trí đức tôn thần. Con kính lạy ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Kính lạy các ngài bản xứ thần linh, bản gia thổ địa. Con kính lạy các ngài bản cảnh thành hoàng, chư vị đại vương. Con kính lạy các bậc tiên gia, các chư vị tôn thần cai quản trong đất này xứ này. Con kính lạy cao tàng tổ khảo, cao tàng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, cô di tỷ muội, nội ngoại dâu rể, hội đồng gia tiên dòng họ. Cuối xin các ngài cùng gia tiên chứng lễ hiển linh, chứng giám cho lòng thành của con cháu. Hôm nay là ngày rằm tháng 3 năm Giáp Thìn, tức ngày Đinh Thị tháng Mậu Thìn năm Giáp Thìn. Gia chủ chúng con là sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ tên, năm sinh. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Nhân ngày rằm tháng 3 âm lịch, đất trời hòa hợp, giờ linh khắc vượng, gia chủ chúng con sắm xanh phẩm vật, hương hoa trà quả, kim ngân lễ vật, kính dâng hiến trình các vị tôn thần chư thần cùng gia tiên dòng họ. Chúng con kính mời ngài đương niên thái tuế, trí đức tôn thần, ngài bản cánh thành hoàng, chư vị đại vương, ngài bản gia táo quân cùng các vị tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Cầu xin các ngài che chở cho gia đình chúng con bốn mùa được hưng vượng, có quý nhân phù trợ, tài lộc vượng tiến, tai ách thì đều qua, tâm cầu sở đắc sở nguyện tòng tâm. Chúng con lại kính mời gia tiên tiền tổ, hương linh nội ngoại, đồng đảng gia quyến dòng họ, thương xót cho tín chủ chúng con. Đấy. Hiển linh trước án, chứng lễ hưởng hoa.
Con cầu xin gia tiên phù hộ cho gia trung thuận hòa, gia đạo hưng vượng, cả nhà yên vui. Con cháu thông minh, học giỏi, vợ chồng thương yêu, bảo ban nhau. Cầu tài, đắc tài, cầu lộc, đắc lộc, cầu bình an, đắc bình an. Chúng con kính mời ông bà, tiền chủ, hậu chủ cùng cư ngụ tại đất này, xứ này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, chứng giám lòng thành của gia chủ, phù hộ cho gia chủ sức khỏe, an khang, tài lộc tăng tiến, gặp hung hóa cát. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, cầu xin các ngài cùng gia tiên hoan hỷ thụ nhận chứng lễ cho chúng con. Chúng con tâm thành cẩn cáo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là toàn bộ cái bài văn khấn về ngày rằm, ngày mùng 1 hàng tháng. Thì quý vị có thể tham khảo thêm ở cái trang 4 nhé. Trang 4 của quyển sách là Văn Khấn Toàn Thư. Trang 4 của sách Văn Khấn Toàn Thư thì sẽ là gì? Sẽ là cái bài văn khấn về rằm mùng 1 hàng tháng. Thì ngoài ra, cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư còn 77 bài văn khấn để cho quý vị có thể là gì? Sử dụng trong tất cả các dịp lễ Tết, dỗ chạp, ngày rằm, ngày mùng 1, cũng như là động thổ, khai trương, thôi nôi, chúc thọ, đủ hết, không thiếu cái thứ gì. Đó. Quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Văn Khấn Toàn Thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh quyển sách Văn Khấn Toàn Thư. Nói chung là để giúp quý vị có được những bài cúng, bài khấn chuẩn chỉ hơn. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn của ngày 15 tháng 3 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.